Em xin chào các bác, và hôm nay thì bên em có đơn hàng một chiếc tivi cường lực, cái thương hiệu là Kuking các bác nhá, Smart TV gửi cho một bác khách chuyên làm phòng hát và kinh doanh karaoke. Thì trước đấy bác khách đã lấy bên em vài con này rồi, và hôm nay thì bác mới mở thêm một cái phòng nữa và tiếp tục lấy thêm. Đây là cái dòng tivi 55 inch và nó là cái loại tivi cường lực các bác nhá. Cái con tivi này thì chuyên sử dụng cho những cái phòng hát bởi vì cái độ bền của nó rất là cao. Cái thứ hai là hình ảnh hiển thị sắc nét. Con này độ phân giải lên 4K các bác nhé. 4K này, 4K Full HD này. Có Wi-Fi, kết nối được Wi-Fi này. Cắm được USB đọc dữ liệu này. Và có đường vào HDMI này. Đấy, và cái con này, nó đặc biệt của nó là nó làm ở cái chức năng đó là cường lực. Thế nên là rất nhiều khách khi mà người ta hát nhưng mà người ta say ý, hoặc là người ta không kiểm soát được, người ta có thể là vung vẩy hoặc là người ta ném đồ ném đạc mà chẳng may mà đập vào tivi, thì con này đập thoải mái luôn các bác, đập thoải mái luôn, không có vấn đề gì hết. Và khi mà đi hội chợ, nếu mà các bác xem những cái clip quảng cáo trên trên mạng ấy, một số những hội chợ người ta quảng cáo những con tivi cường lực Kuking như thế này, người ta để hẳn xuống mặt đất nhá, người ta kê hai đầu lên, rồi người ta đứng lên hẳn tivi, người ta nhảy mà nó không hề bị vỡ, không hề có vấn đề gì xảy ra. Đấy là sự thật các bác nhá, bên em đã test trực tiếp rồi. Con này cái cường lực của nó cực kỳ xịn sò luôn. Kích thước là 55 inch, và bây giờ em sẽ bỏ ra để cho các bác xem cái hình ảnh âm thanh của nó như thế nào. Đây các bác thấy không ạ, vừa mở lên đây nhá, thì đây chính là cái trang chủ của nó này. Và nó sẽ có cái ứng dụng YouTube, nó hiển thị ngay ở đầu, và ở dưới còn có rất là nhiều ứng dụng khác. Và kèm theo trong thiết bị ấy, nó là cái giá treo lưng. Cái giá treo này chúng ta cắm ở đằng sau lưng, chúng ta sẽ bắt vít ở đằng sau lưng này, và chúng ta sẽ treo lên trên những cái giá bắt ở trên tường. Đấy, cái bộ đấy thì nó, cái bộ này thì nó có cả phần bắt ở trên tường và cái phần gắn ở sau lưng các bác nhé. Cái bộ này là các bác có thể mang về các bác treo được luôn rồi, đầy đủ luôn. Đây là cái điều khiển chuột bay các bác nhé. Điều khiển chuột bay kèm theo có cắm USB này. Chúng ta sẽ cắm USB ở đằng sau TV và chúng ta sẽ thao tác sử dụng cái điều khiển này, và nó sẽ hiển thị cái con chuột ở trên TV để chúng ta có thể là di chuyển. Rồi sau khi em cắm vào, các bác đây thấy nhá, các bác có thể thấy đây là cái con chuột màu đen này. Đấy, các bác thấy con chuột này không ạ? Con chuột này chúng ta có thể thao tác và lựa chọn ở trên TV nhá. Đấy, ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng cái nút điều hướng như này để chúng ta lên xuống và sang chọn những cái ứng dụng khác nhau. Netflix xem phim này, YouTube này, Disney này, rồi Facebook này, NBA này, rất là nhiều các chương trình khác. Và nó còn có cái phần sang các bác sang phần ứng dụng này thì nó sẽ hiển thị nhiều các ứng dụng hơn để các bác có thể lựa chọn. Nó có cả cái Google Play Store đây các bác nhá. Các bác có thể vào cái trong cái Google Play Store này và các bác tải các ứng dụng khác nhau về. Và cái này nó chạy hệ điều hành Android, thế nên là nó sẽ chứa những cái ứng dụng, rất là nhiều các ứng dụng khác nhau để các bác có thể tải về và trải nghiệm. Và nó có một số những cái cài đặt về đường HDMI, về ngày giờ, về cài đặt mạng để chúng ta có thể là bắt wifi. Ở đằng sau TV này thì nó sẽ có cái anten này để nó bắt wifi các bác nhé. Nó sẽ có hai lỗ cắm USB và ba lỗ cắm đường HDMI. Nó rất là đơn giản thôi, nó rất là đơn giản tối đa để nó tiết kiệm chi phí. Và đây em sẽ thử cho các bác này. Các bác thấy không ạ? Thoải mái luôn các bác nhá. Con tivi này tivi cường lực, thế nên là dù có khách khứa vào, người ta cầm mic cầm miếc thì người ta phang vào thì cũng không có vấn đề gì đâu. Cực kỳ là chắc chắn luôn. Con này bên em đang bán mức giá dưới 9 triệu đồng các bác nhá. Màn hình 55 inch cực kỳ rộng và độ phân giải sắc nét. Ok, và em sẽ mở thử cho các bác một cái đoạn video các bác nhá, một cái đoạn video ở trên mạng để các bác xem cái phần hình ảnh âm thanh của nó. Và chúng ta sẽ vào cái phần cài đặt mạng này, chúng ta bắt wifi này. Đấy, nó sẽ hiển thị lên này và chúng ta chỉ cần nhấn mật khẩu trên cái bàn phím này thôi. Rồi, xong chúng ta nhấn kết nối. Đang kết nối với lưới âm thanh 2G này. Thao tác của nó rất là nhanh gọn, đơn giản. Rồi, kết nối thành công. Và bây giờ chúng ta sẽ quay về nút trang chủ. Đấy, và YouTube. Rồi, đây là một cái đoạn video 4K các bác nhé. Em cho to tiếng lên tí nhé. Tiếng rất to các bác, hình ảnh âm thanh sắc nét mà giá còn rẻ, bền. Thế còn lý do gì để mà các bác từ chối con này đúng không? Quá ok luôn đúng không? Các bác thấy không? Cực kỳ bền luôn nhá. Con tivi thường mà sút hai phát như thế là thôi đi luôn cái màn hình rồi đấy.
Thôi xem thế thôi, không nó lại gõ bản quyền em. Đây các bác này, vào YouTube này, thao tác rất là mượt mà các bác nhé. Đó, nó tích hợp sẵn ở trong TV rồi. Mà nếu mà các bác mua như ví dụ Sony hay là Samsung các thứ ấy, thì con này nó phải rơi vào mười mấy triệu. Đấy, như nó mới đầy đủ tính năng như này và nó không có cường lực, rất dễ hỏng. Đấy, và bác nào mà muốn biết thêm thông tin chi tiết về cái dòng TV này để kinh doanh phòng hát hoặc là các bác mua về sử dụng gia đình thì các bác hãy liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988 646 683 các bác nhé. Em xin dừng cái clip này ở đây ạ.